Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục play những tựa game hay. Mong các bạn xem ủng hộ mình. Chờ hôm nay pin nhé. Bao nhiêu? 7 lít rồi. Rồi nghe nhá. Mình là chị của mình. Chúng ta tiếp tục chơi những tựa game hay và rất thú vị nha các bạn nhá. Còn các bạn đã chú ý theo dõi. Sau đây mình xin tắt là gì? Không. Sau đây mình sẽ là thôi. Bật tách tách luôn. Này. Cho em biết quen anh chị của mình. Cho em một buổi chiều và buổi sáng vui vẻ. Bọn em rất nhiều. Thần lôi ạ. Rồi, kênh này video cuối à? Thank you.
Nha, mèo bị 21 thì làm sao? Mèo gì 21? Mèo quét đây. Tạo cái profile nó xóa đi. Bị tay đi. Là hết. Không phát được gì đâu. Một cái một chồng. Không có bằng nặng thế được. Hôm nay tuần này mỏi mệt quá các bạn ạ. Em giúp bạn đi đến giờ không? Nhưng em giúp chưa đi các bạn ạ. Tự nhiên hôm nay sẽ phải chuyển nhiều quá. Không ăn được chứ. Đang chắc phải hơn cao rồi các bạn. Đấy. Bây giờ là 900 rồi chứ bây giờ thì chẳng hơn cá đâu cái đồ này vừa 922 bây giờ ơi con mèo hôm qua tìm một mai mới được.
nói. Thank you.
Được không? Máy tự sập. Nắm tay sập. Ok. Biết tại sao không? Hả? Biết tại sao là sao không? Mày để đô nhiều quá. Trên màn hình nhiều tiền quá. Vẫn là sáng lỡ có 2 lít. Đợt nặng quá đi. Đồ mèo quét đi. Em ạ. Ừ. Lúc bán cũng đỡ mèo quét rồi. Bán cái con đéo rồi. Bán cái gấp ấy. Một con mèo nó hát thẻ vào cho mày ấy. Đấy không phải là anh bảo đâu đấy. Địch Hà Nam được nhắc tên đấy. Cái trưởng đăng trên mà bị đít thế này con máy còn đâu chẳng sao cả. Xin mày đấy. Thank you.
Lối 24 nhỉ? Lối 24 đi. Ở đây mình đừng lối 24 lại khác luôn. Sao được? Quay lót lại, nó quay lại 24 này. Nhưng mà đi xóa Pro 2 xong nó còn mất 21 không? Không. Hả? Vẫn 24 nhỉ? Vẫn 24 đấy. Được đáng khác đúng rồi. Không được mất lại phát nữa. Ui, lại kia lại phát nữa. Thằng Nam không làm một bài lát, thằng kia không làm thì nó sẽ làm được. Làm gì? Làm chính. Quay lại làm gì? Nát chín mấy nhỉ? Nát chín mấy nhỉ? Nát đi chín mấy? 8. Thì bên dưới kia nó đã bị bẩn xong là bị kẹt thật nhỉ? Thật ra nó đéo bị nó mới để nó chụp ảnh như cái kia được.
Chứng lại đâu đấy nhỉ? Một ca 500, 700, 400. Cái giò nó lại hơi lâu rồi đấy.
Không chỉ xe tô à? Đấy, có tiền máy bay không? Tiền tầm tự yêu luôn. Ngày đồng mèo về đi thân chung được đang dịch à? Bay một nguồn hôm một hôm trên
chiến đi anh em ơi. Thế thì nhận ra một điều này. Hôm nay số nó hết nên chị đéo phải nắm. Đưa vào đấy đúng không? Ngó lại xem là máy bay như thế nào. Chẳng có vô tài không? Nào mày, mày bán lý dưa và nó mạnh đỏ. Con mèo đỡ yên thiệt là 21, 26, 05. Mày dùng cái gì mà bị không nằm? Dạ. Dùng ông bị không nằm hả? Dạ. Rồi có người không nằm rồi đấy. Nên cho chúng tôi cũng mẹ tao lắm có để ý phòng kia của mình à. Nhưng các bạn chỉ cần kinh đều hai đội này vào không bao giờ ít ra nhé. Tung tung bên quay mình cái đoạn chụp cảnh đấy nhá, có sáng nhá, đâu có một ô ấy, hả? Đâu có một ô rồi, đâu có gì, ô tách biệt đi, đâu bạn con cấp nó làm cái phòng mới mà, ô, tiền lên, tiền lên mà chậm thế, cái quy kia là mệnh giá gì? Quy to quái đái rồi đấy, tỷ không là gì? Không biết nó quá đẹp lắm. Đây là 18.000 quy to 1 phút. Quy to. Cái này quy nhỏ. Cái này cũng quy nhỏ. Giờ này em được đưa hôm trước ăn chỗ bị hỏng rồi á. Cái cắt tam giác này thế mà không cắt bỏ đi ăn rất khổ. Tay đó có lực mình cắt chém mẹ rồi bắn đứt cưa đấy. Mặt này là mặt có tiền đấy. Dùng xẹo luôn. Nổi danh thì sẽ khắc tụi cổng thì lại trận nó lâm dùng xéo luôn. Tính ra nếu mà trước họ của em có cải cách là họ xéo mà họ xéo quá xéo nó ba cả em vẫn họ xéo mà không bố em lại họ nông từ từ con thứ hai đi mới bắt đầu họ nông. Con thứ hai con đầu tiên là họ xeo nhưng mà ông của em lại họ nông tại lúc đầu định đổi ra họ xeo ấy.
Nếu mà em họ gieo cho em phải là tên con là Phi. Selfie. Xeo trong súc. Xeo con Phi. Nhưng mà hồi đấy làm gì biết Phi là gì đâu. Vì bây giờ mình rất là selfie. Hồi đấy về thời kỳ đồ đá là còn biết selfie là gì. Reboot xong bấm cái nào ấy nhỉ anh Trang? Chờ reboot kìa bé, nó xem bé rút ra đây. Nó bị đơ, đây này. Reboot. Reboot. Không có kéo à? Không. Ha? Không. Đấy. Nếu em kéo ra phát thì nó reboot. Không sao nữa. Em reboot rồi, nhưng mà lại reboot rồi. Stem Power Recovery Download. Cho đồng cái gì, dòng đầu tiên là gì? System, đúng không? Ừ, đó là system đấy.
tầm 60 công lên nữa. Thôi, cũng gặp thêm mà có đấy nhỉ. Không bảo sao em chẳng tắt. Anh phải bảo em mới không tắt chứ. Bảo đi. Mặc tình thì anh Duy không bật lại lên em. Kìa.
Yes.
Tụi anh lại cắt lưỡi rồi. Giang ơi, Giang, cho cái này nó mình kéo lên nó hiện thì làm cái gì quên rồi, bấm vào đây, thế nào? Cái này này, cái dòng trên này này, kéo lên nó hiện thế nào? Đây, nó mất rồi. Anh bấm vào một cái dòng là muốn đến cái dòng đấy. Đấy, muốn cái dòng cuối cùng muốn nhìn thấy nó, đây. Xem. Cố đi tới hàng kia. Ui, bên đây đến nước lên. Ô, đẹp, chạy bên đi chạy lại. Đi qua là đấy. Đi qua là lại vòng về. Đi qua là chạy bộ. Đấy, cả trong phải chạy bộ. Kiểu công nghệ cao đó. Máy xịn quá. Nằm đúng không? Ông đến đến rồi. Cái đấy là chạy bộ luôn đấy. Ừ đấy. Kiểu chạy thì xuyên không gian. Đã phát là gầy luôn đúng không? Thật sự. Luôn. Anh đang nâng được nhiều tiền thế nhỉ, mình nâng một tí đã hết tiền rồi, mà treo từ hôm qua.
lên nhưng mà sau cây chứ. Đừng tìm anh nữa, anh của ngày xưa chết rồi. Mình dừng lại đây. Mỏi rất nhẹ. Yeah.
Đấy bảo kiểu ai ai à không biết qua rồi người đã trả rồi đang lúc rồi sao biết thế đấy vui
Mệt mỏi.
Mặt không được của em nào. Em không được cả ngày.
cơm lên.